Hello, bạn nào nhu cầu mục đích liên quân có những skin ID giá rẻ, liên hệ ngay với mình. Zalo mình sẽ để trong phần mô tả nha. Mình có nhận tiền nick theo yêu cầu, uy tín 100% luôn nha anh em. Vận may.net, website chẳng lẽ Momo uy tín, đỉnh cao chẳng lẽ. Thanh toán chỉ với 3 giây, tự động 24/7. Website chẳng lẽ số 1 Việt Nam. Truy cập ngay vận may.net để chiến nha. Ok, xin chào anh em lại kênh của mình. Hôm nay mình sẽ chơi skin Mỹ Hồ Valentine anh em. Và kèo solo với Ryuma. Cái kèo kỹ năng này rất là nhiều anh em kêu mình đã làm về nó nha. Tại vì sao? Tại đầu game Irie rất là ráng về cái cách đánh của Ryuma là cấu rỉ anh em à. Rất là khó chịu đúng không? Ok, anh em sẽ hướng dẫn cho anh em cách đánh như thế nào cho hợp lý này. Và cách nào để khắc chế Ryuma này. Cứ áp sát tới nó đánh cử mình cứ đánh. Đánh thường tích nội tại. Đừng có tránh phí không? Quăng chi một, lướt chi hai thì lùi về xíu này. Đó, thấp máu của mình là lùi về xíu liền. Nó chưa level 1. Trời ơi, tem mình xuống rồi. Chết rồi. Quay tóc biến kìa. Xuyên một mạng này. Úi ôi, không ăn được kìa. Anh em đánh với Ryuma ấy, anh em đừng nên rén nó. Anh em gặp đâu nó người gặp. Nếu mà nó núp bụi nó rỉ mình ấy, thì mình hơi bị khó chịu xíu nha. Ok, chờ xíu này, tôi lên này. Ủa dồi ôi, Ryuma nó ra rồi kìa. Cho xin một mạng. Úi dồi, lẹ hỗ trợ. Ôi, còn tóc biến kìa. Lui về, thằng Ryuma bên đây này. Thôi xong rồi, chết Yuka bấy hú rồi. Úi dồi, chọc đau quá nha. Đây. Cách đánh với Ryuma nếu mà nó núp bụi nó rỉ mình trước. Mình sẽ thấp máu đúng không? Lúc đó mình sẽ lui về. Nhưng mà anh em đánh nên giữ vị trí nó xíu. Đó, như mình này không? Đó, y dồi, đau quá nha. Cứ bình tĩnh thôi này, giữ vị trí nó xíu, không nên là cứ xài chiêu một lại từ từ nha, chiêu hai lướt chém là chiếm nè, áp sát tới gần này, chờ này, combo thẳng thế này, ui nó quýnh bẩn đầu quá anh em à. Anh em đánh là gặp nó là không, anh em có không đứng gần, không nên đứng xa nha, nếu mà giữ vị trí xa xíu này như mình không, xa nó xíu này, biết nó còn chiêu một có lướt ấy, lui thẳng về luôn, canh nó còn chiêu mình đánh nha, hoặc nó ra farm lính xong rồi đó, mình thấy ao nhảy luôn. Follow này là gì nè, áp sát vút nó luôn rồi là mít farm cái này đấy. Rồi tem mình trên cũng nhẹ nhàng đưa nàng đi về dinh là anh em à. Quay à, xem sẽ hướng dẫn cho anh em cách đánh xuyên thẳng mặt Ryuma như thế nào cho nó hợp lý này. Chờ mà này, quăng chiêu một này, lướt về đây này, làm gì á, có ulti rồi là bạn không cần phải ráng bằng đâu nha. Chưa có ulti tôi ráng bằng thôi. Coi con bùa xanh bùa đỏ bằng đã. Xem lại cái con cây sai cái đã. À không có rồi. Đây có không? Núp bụi. Thôi ăn luôn bạn ơi. Nhanh nha. Ui đang có con bùa rồng nữa anh em à. Cho nên bị giảm 50 sát thương 100% rồi. Ý. Support ở đây bắn tí kìa. Ngon. Ok này. Cách đánh Ryuma mình game này mình cũng thấy ông này cũng khá là nét đó anh em à. Xài chị kia cũng khá nét ấy, cái chuyện cũng khá nét ấy. Đã rồi, cú mít kìa. Khó nhờ. Tại game này có con ba đùm này, với lại con Alector đó anh em à, nó cũng hơi bị cay ý như này. Này quăng chiêu một này, rỉa này, lui về này. À, bây giờ mình đang chủ động này. Đang có thể chủ động này, gặp nó đánh đâu đánh đó. Dứt nó. Trời ơi. Tụi xỉm chết anh em à. Mà anh em không? Gặp nó là vút nó liền anh em à. Không nhân nhượng nha. Ý, hay kìa. Anh em đánh mà rén nó để mà nó cứ cấu rỉa anh em mà là anh em chết. Không bao giờ mà solo là ăn được nó được. Tại vì nó cấu rỉa xong nó lướt hai lần đi về là mình còn nửa cây máu thôi. Là chiêu nó hồi rất là nhanh nữa. Anh mình có chơi Ryuma mình biết mà. Ryuma chiêu ulti nó đầu game là hồi 12 giây thôi. Còn chiêu 1 là 7 giây, chiêu 2 là 7 giây, chiêu 1 là 6 hay 7 giây gì luôn ấy.
nó hồi rất là nhanh luôn. Nó chỉ cần đĩa mình xong một combo là chiêu hai nó hồi lại liền rồi đó. Cho nên nó sẽ đánh chiêu một chọn xong nó cứ cần như đi vòng và vòng, nó hồi chiêu một là đầu có đĩa mình tiếp, rất là khó chịu nha. Đây là mình sẽ solo với kiếm cái solo hướng dẫn cho em này, cứ đứng từ từ đừng cho nó thấy sai mà nha. Nè, quăng chiêu một này, ui đĩa này, đĩa này, đĩa này áp sát đánh gần này không, chơi khô máu luôn em mà đừng có sợ nó. Quăng chiêu một hai lần là chém nè, thấy không, rất là đơn giản nè, thấy không, không nên ráng nó đập đầu đánh. Ui thôi 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 xong, ôi trời ơi em có làm gì đâu, ôi trời ơi bị khóa là đậu sạch sợ bọn, cứu tôi sợ bọn ơi. Ui ulti kìa, ui vẫn chết cày thế nha, vẫn bị dồn đam chết anh em à. Hay ôi dồi ôi xuống vét thôi mà. Đây 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 anh tu lên tôi đây, tóc biến này, ulti này, lụm này, ôi rồi mít mình canh ulti chuẩn quá nhờ. Lùi xíu nào, yêu mau qua kìa mọi người ơi, không ai để ý map à, không ai để ý map à. Ui lại chết nữa kìa, thằng lòng mà bạn ơi, thằng chicken hair này đẹp lính trên luôn này mà. Anh em cứ việc áp dụng những cái mẹo của mình đánh solo với những vị tướng đó nha. Còn anh em nào muốn mình solo vị tướng nào nữa anh em thì cứ việc comment nha. Ủa, cái con lính nó không đi vô trụ kìa anh em à. Lấy trụ bạn ơi. Lùi về, lùi 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 về, lùi về, lùi về, lùi về. Đừng có kéo, đừng có kéo. Kéo. Đánh luôn bạn ơi. Nó khóa mình này. Cho nó khóa luôn, choáng, hay. Ui bị choáng nhiều thế nhờ. Hay rồi, hay rồi, hay rồi, hay rồi, hay rồi. Về lấy chủ mít nè mọi người ơi. Ui, rêu màu bánh khét quá nhờ. Ui. Ui trời. Thằng rêu ma đâu rồi. Lấy chủ trước anh em à. Chủ mít trước tính nhiều tính. Ui, còn đính trên nữa kìa. Yêu ma giờ gặp mình là rén rồi. Mình có đồ rồi mà. Lên giao phép trước anh em à. Tôi lên với lại con Aster nó cũng hơi khó chịu quá. Tôi lên này sóc tóc đam mình hơi bị đau anh em không. Đang con chim trước nè bạn ơi. Dạ con rồng xong. Đang rồng, đang rồng này, đang rồng này. Anh em nào như còn mua nick liên hệ ngay với Zalo của mình nha, hoặc là bên Facebook Hoài Đạn nha. Còn anh em nào ưu mến mình cho mình một like được cái kênh và nút bình luận nha anh em ơi. Sao nào, úi dồi sao nào, kéo kìa, úi dồi sao nào, úi dồi lại bị dưới nhà nữa này, trụ nữa này, bật mình nữa này, trời ơi ý blue này, cái blue này ăn bạn ơi. Ok, bỏ tiền mình nhiều nhất mà con Yuka chó này nó ăn hết mờ mạng của mình anh em à. Ăn gì ăn lắm như bạn. Chờ nào. Hay rồi lấy chủ được nhiều rồi, hay rồi. Nè, chủ trên này, chủ trên này, lính trên, lính trên này, lính trên này. Lính trên này, lính trên này. Ui. Ui còn chết map tốt thế nhờ. Mùa đỏ này, mùa đỏ này. Núp đây, núp đây. Ui nó không vào anh em à. Thôi ăn luôn đi. Ok, nó ăn rồi mình đẩy lên, mình đẩy lẻ nha. Ui giờ lính ra nó biết lấy kịp trụ hay không nữa này. Nhanh nào, nhanh nào, nhanh nào. Ủa nó lên tới nơi rồi anh em ơi. Thôi 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 thôi. Khỏi trần riêu ma nha. Hey. Sao nào? Sao nào bro? Ui cũng đau quá nhờ. Thôi 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 không ẩu được, không ẩu được. Nó còn 2-3 lướt rồi anh em à. Ẩu vô là không ra được là chết nữa.
Hiện tại tiền mình ao nhay hết tất cả các người trên đây luôn em thấy không? Đó, anh em đánh cách của mình là ok, rất nhất rất là ok nha. Có gì farm đó cho mình xíu có đồ về đánh này. Chờ xíu nào rồi. Dính, ôi trời ơi, dính support mới đâu chứ. Bây giờ nó có adapter này, mình không dám ban vào này. Nó hơi bị khó chịu là chịu adapter này. Hay. Nè, chắc cái không thôi thôi. Mình tưởng nó lướt qua anh kia kịp là đậu sao mình chơi tốc chiêu một tốc biến liền. Chủ chút bao đồ ơi. Đánh này, đánh. Ôi trời ơi, ulti đó. Ôi trời ơi, bóp giấy rồi. Trời, mình thấy nó nhảy vô mình tính mình đánh, tụi mình đánh luôn. Yuka nó bớt mình quá anh em mà, mình tưởng nó đánh anh em à. Nó khóa kìa, nó khóa kìa. Ôi trời ơi, tôi ulti bị ngáo rồi em ơi, chết tôi rồi. Ui, vẫn sống này anh em à. Ủa tôi là tôi bị cái pha đó anh em đừng để ý nha. Ui giời ơi, mấy cái pha nó chuyện bình thường. Rất là bình thường anh em à. Ừ. Đừng có để ý mấy pha vậy nha, không vui đâu. Ui chết nữa kìa, chủ trên nào mọi người ơi, chủ trên nào mọi người ơi. Chủ trên nào, team nó ra rồi, ơi. Thu Liên đã tới nơi kìa, lui về. Về nào ở đây ơi. Trời ơi, kéo chật kìa, kéo chúng là thằng Ryu Mai chết rồi. Ui, ra đây ảo tưởng kìa. Hay quá bạn tôi ơi, chết chả hết đính rồi. Rồi, ngẫm mừng. Hết đính. Đậu xanh xui hết lính. À. Game này cay quá nha. Nhưng ra mình chết má với con King Kong anh em à. Ôi trời ơi. Sao xa quá nha. Trời ơi xong rồi rồi. Ôi trời ơi, chết rồi. Đậu xanh, tiếc ulti anh em à. Đây cái thằng Ryu Ma mày khổ chạy đâu hết trơn á. Tóc biến này. Ôi cái thằng này, mày nhẹ. Cái thằng này khó chịu, giờ gặp mình là kia có chạy hơn em mà không giờ dám solo. Không bao giờ dám solo. Ôi trời ơi, là bị cái đậu xanh lại bị ụp nữa. Đâu sao vậy? Cái đậu xanh nó bị ụp nhiều thế nha. Cây thật sự luôn em mà có bị ụp liên tục. Ụp xong là khóa. Hay, trụ cho bạn ơi. Ui trời. Cái chỗ còn 21 máu kìa trời. Từ từ nè anh em mà tụi nó ăn nghiên công rồi anh em à. Tụi nó lùi xuống nghiên công rồi mình lên mình lấy cái chỗ trước là tên nó quảng hồn đi về liền à. Nó đang ở trong nghiên công ấy. Chờ xíu nè. Nó lùi về liền á, anh em thấy lùi không? Lính cao lùi về liền không? Lấy ba đường trước cho an toàn. Tôi lấy ba đường trước cho nó an toàn. Tại mà lùi về không dám ăn đâu anh em không? Lùi về ngay hết liền không? Thôi xong tôi rồi. Nó cái thằng ơi lại đậu xanh nó cành. Cày quá nha. Quy được có khóa tôi nào. Được quá nha. Thích cái gì? Đánh không, bắt Ryu Ma. Ok. Bắt Ryu Ma. Bắn chưa một. Chém. Ui dù ui, không ăn được kìa. Rồi. Bắt được, thằng kia là ngon rồi. Ui, Adam cũng chết rồi. Sao mà chạy được? Ui, lại nó ăn nó kìa, lại bị ụp nó kìa. Sổ sẵn cái liềm anh em à. Chết, bán mua cái liềm liền anh em à. Ô Nguyễn ơi. Ok anh em hãy cho một like đăng ký kênh nha. Mình hơi lỗi mấy file nhưng mà vẫn ok nha. Ok anh em nhớ còn mua nick liên hệ ngay với Zalo của mình nha. Bye bye.